Nó có một cái chuyện thế này là hôm trước mình đã học qua cái bài chúng không phải, bài chúng không phải, rồi tiếp theo đó là cái bài gọi là bài hiềm trách thiên. Thì chúng tôi xin trở lại cái chữ chúng không phải ở đây đó, thì cái tên này ở trong tự kinh này nè, ở trong tiếng Phạn ấy, ở trong tiếng Phạn ấy là chữ nó xanh tí, chữ nó xanh tí, nhưng mà chúng tôi đã dò, đã dò trong bản tiếng Đức mà lẫn trong bản tiếng Anh ấy, thì cái chữ nó xanh tí ở đây nó không có phải, nó không có phải là nó không thể không nên dịch, là chúng không phải, mà chỉ nói xong tí ở đây dịch mà phải dịch là phải dịch là không hề có nha, dịch là không hề có, hoặc là không từng tồn tại. Vì sao? Là vì chúng ta căn cứ vào ở trong cái bản chánh văn Pali ấy, và bản chánh văn tiếng Pali ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái chữ nó sanh tiết này nó là cái câu bắt đầu, nó là cái câu nó là mấy những cái nó là cái hai cái chữ bắt đầu cho một cái bài kệ, nó là hai chữ bắt đầu cho một bài kệ là nát sanh tí ca ma, nát sanh tí ca ma má nú chê số nít chê. Sâm tì thát ca mát ni già ni ca mát ni già ni và tám, có nghĩa là trong đời này ấy, nó không có tồn tại một cái thứ dục nào, nó không có tồn tại một cái thứ khoái lạc nào mà là vĩnh hằng hết nè, không có, trên đời này nó không từng tồn tại, nó không hề có mặt một cái thứ dục lạc khoái lạc nào mà nó là vĩnh hằng hết, nó xong tí, nó xong tí, dạ đúng rồi, đúng rồi, dạ đúng, không từng, nó xong tí karma ở đây nó có nghĩa là trong đời này nó vốn không, má nó chê xuống là giữa 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 loài người, giữa chúng sinh ấy, giữa chúng sinh, giữa loài người thì vốn không từng có một cái thứ dục lạc khoái lạc nào mà nó là lâu bền thiên thu vĩnh hằng trường cửu hết, mà sanh ti tất cả mani già ní, mà nó chỉ có những cái mà khả ái thôi, nếu mà có thì nó có cái khả ái, có cái để cho mình thích, mình thương, mình mến chuộng đắm mê thì có, nhưng mà nó không hề có cái nào mà trường tồn hết. Mà chúng tôi cũng xin trở lại cái thái độ của Phật giáo. Phật giáo không có phải phủ nhận cái hạnh phúc nhân gian, Phật giáo không có phủ nhận hoa hồng hay là nụ cười, mà Phật giáo nói rõ rằng nó có hoa hồng, rồi nó có gai góc, nó có giọt lệ và nó có nụ cười. Phật giáo nhìn nhận có cả hai, nhưng mà sở dĩ Đức Phật kêu gọi mình lên đường thực hiện một cái hành trình giải thoát là bởi vì sao? Là bởi vì mọi thứ ở đời dù nó có cay đắng, nó có ngọt ngào đến mấy đi nữa, thì nó cũng phải có lúc đắng mấy ngọt mấy, thì cũng phải có lúc mà nó tiêu mất, nó băng hoại, nó không tiếp tục tồn tại nữa. Chứ Phật giáo không hề phủ nhận cái sự có mặt của hạnh phúc, không hề phủ nhận cái sự ngọt ngào của đời sống, không có. Đức Phật có nhìn nhận cái có hết, nhưng mà không có gì nó bền hết, nó không có gì nó bền. Cho nên cái câu ở đây là nó xâm tới ca ma lúc chia nó chà, ở đời này không có cái gì mà nó là vĩnh hằng hết, nhưng mà nó có chăng á là nó có những cái ngọt ngào thì có, nhưng mà mấy cái ngọt ngào đó nó cũng không bền. Như vậy thì cái nát xâm tí đi nó là không hề có, không từng có, không thể có. Và bà con làm ơn đánh giùm tôi cái chữ này, cái chữ gọi là sanh yutani kaya hả, translation đánh đại đấy vào Google thì người ta sẽ đưa mình tới
người ta sẽ đưa mình tới một cái trang web, để đường tới một cái trang web, đưa để tôi đánh cái trang web đó ra. Cái trang web đó là gì nữa, rồi đây là bà con vào trang web đó giùm tôi nhé. Tốt nhất là tôi xin thêm một cái trang để chắc ăn. Tôi xin thêm một trang để chắc ăn. Làm có vẻ là hơi mất thời giờ của bà con, nhưng mà mình phải có trách nhiệm. Mình phải có trách nhiệm với chính mình nói riêng và trách nhiệm với cuộc đời nói chung. Đó là khi chúng ta thử làm một cái cuộc nghiên cứu, dù là về lĩnh vực tôn giáo hay là văn hóa, xã hội, chính trị, thì cái chuyện đầu tiên là chúng ta phải cẩn trọng. Phải nói như vậy, chúng ta phải có một thái độ rất là cẩn trọng. Để tôi gửi cho bà con cái địa chỉ đó. Xong rồi chúng ta sẽ đi qua bài kinh khác. Và chúng tôi bây giờ chúng tôi có một cái chủ trương thế này, đó là không có giảng nhiều nữa, mà chỉ giảng mấy cái chỗ khó thôi. Xin mất thời gian mà con một chút chút xíu thôi, rồi tôi sẽ quay lại ngay. Rồi khi đọc lại chúng tôi thấy cũng không có yên, đọc lại thấy không không có yên. Có yên cho nên có ý là phải để quay lại một chút. Ở đây xin xin bà con là vào đây nhé, bà con vào đây để mà dò dùm cho tôi cái bài kinh đó. Thì cái bài kinh nó xong tí ở trong đó, đó người ta dịch cái tựa như thế này. Người ta để dịch cái tựa là De Anno. Đây cái tựa kinh là như vậy đó, cái này không có nha, xin bà con dò dùm nha. Rồi trong cái bản tiếng Đức ấy, thì người ta cũng như vậy. Anh trong bản tiếng Đức ấy, thì chúng ta thấy rằng trong bản tiếng Đức ấy, thì nó cũng dịch như vậy. Đấy, trong bản tiếng Đức cũng như vậy, mà trong bản tiếng Anh cũng như vậy, có nghĩa là không có, không có, không có, không từng tồn tại một cái như vậy. Và ở đây bên bản tiếng, cả bản tiếng Anh lẫn tiếng Đức họ đều là dịch thành số nhiều hết. Cho nên đây bà con chú ý chỗ đó dịch. Rồi cho nên ở đây chúng tôi xin đính chính một chút là cái tựa kinh đó, trong cái tựa tiếng Việt của mình đó, thì để là chúng không phải. Nhưng mà trong cái bản Pali và các cái bản ngoại ngữ khác đó, thì người ta lại để rằng là cái tựa kinh đó là không từng tồn tại, hoặc là không hề có. Cái tựa đó là không hề có hoặc là không từng tồn tại, hoặc là nếu mà gọn hơn chút là lẽ là không có, không có cũng được, để không có rồi chính cái tựa đó nó mới dẫn đến cái nội dung của cái câu kệ bên dưới. Chỉ vậy thôi. Bây giờ chúng tôi xin phép quay lại với cái bài kinh tiếp theo. Đó, bài kinh tiếp theo đó là bài kinh Hiềm Trách Thiên. Bài kinh Hiềm Trách Thiên. Hiềm Trách Thiên ở đây đó là trong tiếng Pali gọi là Ucchana Sanh Nhi. Một thời Thế Tôn ở tại Trụ Kỳ Viên hả, rồi có rất là nhiều cái vị tiên sau khi đêm gần mãn
đã đêm gần hết đó, lúc mà trời gần gần sáng đó, thì các vị đã xuất hiện ở cái chùa, ở trong cái khu vực của chùa chùa, chùa Kỳ Viên ấy. Rồi các vị đứng giữa hư không nhìn xuống rồi mới đọc một bài kệ. Thì các vị có thấy cái bài kinh này nó có gì đặc biệt không? Ở mấy bài kinh trước ấy, ở những bài kinh trước ấy, thì hầu hết ở các vị trời khi xuất hiện như vậy, các vị còn nghe rõ không? Các vị còn nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Hầu hết ấy, là các trường hợp chúng ta thấy người ta đến hầu Phật, đến nghe pháp thì người ta đến gặp ngài rồi người ta đảnh lễ ha. Nhưng mà ở trong kinh này chúng ta thấy không có cái vụ đó. Tức là khi mà các vị này đến thì các vị này đứng trên hư không rồi đọc một bài kệ. Nghe đọc một bài kệ thì ở trong cái chú giải đó, trong cái commentary ấy, là sớ giải hả, cho chúng ta biết rằng ấy, tại sao mà nó có những cái chuyện này, tại sao có cái chuyện là mấy ông này ông không có ai mà đảnh lễ ngài, và cũng không ai đảnh lễ ngài, và họ lại đi nói một cái câu kệ rõ ràng đó là nó có cái ý giống như là hơi phạm thượng đối với Đức Phật ấy. Tại sao như vậy? Thì lúc chúng ta đọc tới chỗ này chúng tôi chợt nhớ là hôm nay thì có rất nhiều người bình thường họ không đi chùa, và họ không đi chùa, nhưng mà họ cứ chờ đợi, là ở trong 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 cái đám mà tăng ni đi chùa chiền ấy, mà có cái gì mà nó kỳ cục á là bắt đầu họ họ ra sức, họ dè biểu, họ bôi bác nhẹ, họ công kích nhẹ, đủ điều hết. Tại sao ông sư như thế này, ông sư lại làm như thế kia, tại sao ông sư mà xài đồ sang, vân 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 vân. Mà trong khi đó là hễ mà không có chuyện gì hết thì họ cũng không đi chùa, thì họ cũng không thèm dòm mặt tăng ni chùa miếu làm chi hết. Nhưng mà cứ thấy có cái chuyện gì kỳ kỳ thì họ nhào vô, họ la làng lên, giống như đó họ là Phật tử chí thân chí thiết ở với chùa miếu tăng ni rồi đó. Thì trường hợp này cũng vậy, trong sớ giải nói rằng ấy, là có một số vị trời họ khó chịu, họ cảm thấy rất là khó chịu khi và khi, vừa khó chịu mà vừa không hiểu được tại sao Thế Tôn ấy một mực lúc nào cũng một mực kêu gọi tán tháng khích lệ các đệ tử sống đơn giản đạm bạc, sống coi như là vô sản. Nhưng mà riêng Thế Tôn đấy thì ngài thường nhận những thức ăn, những y áo rất là sang trọng, rất là quý hiếm từ các thí chủ. Và chúng ta cũng biết rằng là Đức Thế Tôn từ lúc mà thành đạo với lúc Bồ Đề cho đến khi Niết Bàn đấy là 45 năm. Thì trong đó Thế Tôn ở tại chùa Kỳ Viên của ông Cấp Cô Độc ấy đến 19 năm. Đến 19 năm. Có nghĩa rằng là coi như là một cái khoảng thời gian không không ít, một khoảng thời gian gần, phải nói là gần một nửa cuộc đời của một vị Phật ấy, là ở tại cái chùa Kỳ Viên. Mà trong trong chú giải bổn sinh ấy, bộ kinh bổn sinh ấy, của Pali ấy, giải thích rất là rõ chỗ này, nói rằng cái cổng chùa Kỳ Viên ấy, nó to đến cái mức nó to đến cái mức mà có nhiều người đến ấy, họ mới nhìn cái cổng thôi, họ tưởng là trong cái cổng đó, là có người ở trong bên trong được, họ tưởng như vậy đó. Nhà cảm ơn các vị rất là nhiều, thỉnh thoảng mới cho tôi biết. Cái cổng nó to đến mức mà người ta nhìn người ta cứ tưởng đó là một cái công trình cho người ở, mà thực ra nó chỉ là cái cổng trang trí thôi, nó là chỉ một cái ngõ vào cái lối vô chùa thôi mà nó to như vậy. Và một điều nữa đó là cái căn phòng của Đức Phật ấy, do ông Cấp Độc ông xây dựng đến cúng dường ấy, thì gọi theo cái chữ Pali đó gọi là Gandhakuti, mà ngày bên châu thì là Hương Thất. Tại sao? Là bởi vì đó từng viên gạch, từng miếng vữa, vữa tức là cái hồ để mà trét gạch đó, thì đều được ướp tẩm các loại hương liệu rất là thơm, cho nên căn phòng đó nó có cái mùi thơm tự nhiên, không cần phải đốt trầm, không cần phải xông hương, không cần phải nhờ đến các mùi thơm của hoa, không cần. Mà các vị tưởng tượng từng cái miếng hồ, từng viên gạch lớn nhỏ trong đó đều được ướp tẩm trước khi đưa vào làm cái vật liệu xây dựng cái hương thất Đức Phật thơm, cho nên cái hương phòng của ngài có một cái thơm rất là tự nhiên,
trong suốt cả cuộc đời mình ở đó, đó là cái căn phòng nó thơm một cách tự nhiên. Cho nên tiếng Bali gọi là Gandhara Kuti. Gandhara là mùi thơm, Kuti là cái am, cái thách, cái lều, cái phòng. Và hôm đấy giờ tôi nói nhiều quá thì bà con nói rằng tôi đi xa, chỉ còn mấy ông trời đó, mấy ông tiên nó cũng khó chịu, cũng có lý, là bởi vì nếu mà mình không hiểu gì về Đức Phật ấy thì phải nói là Đức Phật có một đời sống về vật chất rất là phong phú, rất là phong phú. Cho nên họ có cái ý khó chịu là tại sao một người mà kêu gọi người ta như vậy mà bản thân mình lại sống như vậy. Thì trong chú giảng giải thích như vậy đó, thì cái ý của họ họ nói thế này, họ nói rằng đó là nói một đường mà làm một nẻo đó thì giống như đi gạt người ta vậy đó. Bài kệ này có nghĩa như vậy đó, nói một đường mà làm một nẻo đó thì giống như đi gạt người ta để mà kiếm sống vậy đó. Dễ sợ như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời thế này, các vị có thể đọc bài bài kệ tiếng Việt rồi đó. Những ai chỉ biết nói, chỉ biết nghe, những hạng người như vậy không thể nào tiến bộ. Ý ngài muốn nói cái gì? Ngài muốn nói rằng là cái dư luận hay là cái tiếng đời đó, nó do tối thiểu là hai cái nguồn. Cái nguồn một là phải có người nói, và cái nguồn hai là phải có người nghe. Thì hai cái này nó cộng lại thì nó tạo thành cái mình gọi là tiếng đời hay là dư luận. Bởi vì nếu mà thiếu một trong hai cái này thì làm sao mà có cái gì mình có thể gọi là tiếng đời hay là dư luận được. Mà tối thiểu nó phải hội đủ hai cái, đó là phải có kẻ chịu nói và phải có người chịu nghe. Thì ngài nói rằng nếu mà mình sống ở đời này mà mình chỉ biết là cái người phát biểu thôi, hoặc là mình chỉ biết nghe một chiều thôi, thì làm sao mà mình có thể đi xa, đi lên cao, lên xa, ra ra ngoài xa được trên cái đường đời, trên cái sự trên cái hành trình phát triển tâm linh được. Ý ngài nói như vậy. Ngài nói rằng với một cái cách nghĩ như vậy đó, với một cái cách nghĩ, với một cái khả năng suy tư mà nó nghèo túng như vậy đó, thì làm sao mà có thể dễ dàng đi đứng trên cái con đường, đi đứng trên cái con đường mà giải thoát được. Thì các vị thấy bài kinh chánh kinh có nói rồi, thì cái người mà như vậy đó, chỉ biết nghe người ta nói lại, hoặc là chỉ biết nói mà không có đi điều tra, không có tìm hiểu, thì nghĩa vậy không có tiến bộ. Riêng bậc thánh thì không phải như vậy. Thì chỗ này đó tôi chú giải nó cho mình biết thêm là sau khi nghe Đức Phật nói như vậy đó, thì các vị trời lờ mờ hiểu ra rằng mình hố rồi, hố rồi, lờ mờ hiểu ra là mình hố rồi. Thì các vị mới làm nhớ lại, trong chú giải mới nói thêm là các vị nhớ lại rằng chúng ta đến đây, mình đến đây mà chưa có đảnh lễ Thế Tôn. Cho nên lúc đó trong kinh mới nói rằng các vị từ trên hư không bước xuống và đảnh lễ với chân Đức Phật. Đã. Lúc đó Đức Phật mỉm cười. À, các vị đọc trong chánh kinh các vị sẽ thấy cái chỗ này, lúc đó Đức Phật mỉm cười. Và khi mà người ta nói là xin lỗi ngài, ngài không có nói gì hết mà ngài chỉ mỉm cười. Cái nụ cười đó của ngài nó đã làm cho mấy ông tiên nó bực mình như thế nào. Là các vị trong rừng làm ăn tưởng tượng giùm đi, mình đi xin lỗi người ta mà người ta cười như vậy đó, thì mình phải hiểu sao cái nụ cười đó. Thế là mong bực, mong mới phan thêm một câu nữa, mong mới phan thêm một câu nữa. Tức là hồi nãy mong có lời công kích Đức Phật rồi, thì Đức Phật mới trả lời cho mỏng một cách gián tiếp. Thì mong hiểu, cũng hiểu một cách mơ hồ thôi, thì mới ổng mới quỳ xuống xuống đảnh lễ và ổng sám hối ngài. Thì lúc mỏng sám hối đảnh lễ ngài đó thì ngài mỉm cười, thì mỏng lại bực, ổng không thèm quỳ trước mặt ngài nữa mà ổng bay lên hư không. Các vị nó bay lên hư không, thì trong đó có một vị mới nói thế này: người ta đã xin lỗi mình mà mình lại không chịu, thì cái đó có phải là tốt hay không? Đấy, cái chuyện nó có thể chấp nhận được hay không? Thì trong chú giải mới nói tại sao mà nó có cái cớ sự như vậy, là bởi vì các vị này, tôi nhắc lại, các vị này rất là khó chịu vì không hiểu tại sao Thế Tôn một mực kêu gọi người ta đó là sống đơn giản, mà bản thân ngài đó thì gọi là sống không có đơn giản. À, bản thân ngài đó thì ngài sống rất là sung túc, và sử dụng các cái thứ phương tiện vật chất rất là sang trọng, rất là quý hiếm. Họ khó chịu thì họ mới xuống họ đọc một bài kệ có cái nội dung đại khái là nói một đường mà làm một nẻo như vậy có phải là dối thế gạt đời hay không. Thì Đức Phật ngài trả lời, ngài nói rằng là
Ngày mới trả lời cái vị đọc chính kinh đó, là nếu mà mình đã sống ở đời này đó mà mình chỉ là những cái kẻ mà hỗ trợ cho dư luận đó, thì không có tiến bộ được. Thế nào là những kẻ hỗ trợ cho dư luận? Hỗ trợ cho dư luận này có nghĩa là mình chỉ biết nói một chiều mà không đi điều tra, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chỉ biết nghe mà không chịu tìm hiểu. Thì cái kẻ mà nói mà không chịu điều tra tìm hiểu, mà kẻ nghe cũng không chịu tìm hiểu, không chịu điều tra, thì cả hai kẻ này là gọi là những kẻ hỗ trợ tiếng đời, hỗ trợ dư luận. Chứ nếu mình là một cái người mà cẩn trọng đó, thì người ta có nói cho mình nghe cái gì đó nó cũng rất quá. Và bản thân mình muốn nói cái gì đó mình cũng phải có cái cẩn thận, thì mình cũng đâu có nói làm chi. Và nếu mình cẩn thận, dầu mình không nói mà người ta có nói cho mình nghe, mình cũng không thèm để ý, bởi vì mình có một cái chủ kiến chín chắn đúng đắn của riêng mình. Nhưng ở đây thì không, các vị không được như vậy, cho nên các vị khó mà tiến bộ. Thì họ nghe như vậy họ mới bực mình, ở còn họ nghe như vậy thì họ mới quỳ xuống sám hối ngày. Nhưng mà tưởng sau khi mà lúc họ sám hối thì ngài lên mỉm cười, thì trong chú giải mới nói rằng vì sao thế tôi mỉm cười, thì vì ngài thấy rằng ấy, họ chưa có hiểu hết cái lời của ngài nói, họ chưa có hiểu hết cái lời của ngài nói, cái lời mà ngài giải thích ấy, họ chưa hiểu hết, mà họ xuống sám hối chỉ vì một cái phản ứng rất là tự nhiên. Trong chung trong chú giải, trong cái chữ Pali nó có nói, có nói chỗ đó, trong chú giải có nói chỗ đó, gọi là, để tôi tìm chỗ này đây, đây ở đây chú giải mới nói thế này, gọi là vì sao Kasma, vì sao Thế Tôn mỉm cười, ta kia đó là tương truyền rằng ta đi và ta các cái vị trời đó tiền trí không phải thực, không phải xin lỗi, không phải sám hối Thế Tôn bằng cái sự hiểu biết thật sự, bằng sự hiểu biết thật sự mà lưu cái yama cho nên nhé, sát đi và kia lưu cái ắt cái bút còn lăng ta thà cả tên nhé ý cái điều sang cả đầu tiên. Họ không có phải sám hối ngài bằng tất cả sự hiểu biết cần có, mà họ lúc này này họ đánh đồng Thế Tôn với thiên hạ trong đời. Có nghĩa là sao? Họ đánh đồng ở trong đây gọi là y cái sát đi sang cái đầu tí, là họ đánh đồng, họ đánh đồng ở đây có nghĩa là sao, là họ họ nghĩ rằng mình đã nói một điều không có hay và người ta đã giải thích rồi, thế kệ người ta giải thích làm sao thì mình cũng cần hiểu nhiều, mình chỉ hiểu rằng người ta có lời giải thích thôi, giờ mình đi xin lỗi người ta cho nó đẹp, cho nó vẹn đôi đôi đường, chỉ nghĩ như vậy thôi. Thì Đức Phật ngày 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 có trong chú giải nói rằng Đức Phật đã suy nghĩ rằng là đối với một vị Phật, thì ngài nghĩ rằng nên giúp cho những người này, nên giúp cho những cái vị trời này hiểu về ngài nhiều hơn, thay vì cái hiểu của họ về ngài chỉ dừng lại ở đó bằng một cái lời xin lỗi suông rất là nhẹ nhàng, mà ngài muốn họ nhân cái dịp này họ hiểu hiểu nhiều hơn về ngài. Đấy, trong chú giải nói như vậy, cho nên lúc Đức Phật ngài cố ý ngài mỉm cười cho họ thấy. Đấy. Rồi để cho họ nói cái gì đó rồi ngài mới giải thích thêm lần thứ hai. Và các vị có thể hỏi chúng tôi tại sao Thế Tôn lại phải phải mất công như vậy, là xin thưa cái lý do chúng tôi đã thưa rất là nhiều lần, chúng sanh mỗi người một ý, kỳ lắm, có nhiều người đó phải dài dòng văn tự với họ như vậy đó thì mới dàn xếp được, chứ còn mà không phải ai cũng đơn giản giống như ngài đâu. Bởi vì cho nên mới gọi là Phật là chánh đẳng giác ở chỗ đó, tức là đối với nhiều người đó thì có thể ngài im lặng ngài không trả lời, mà ngài nói một cái chuyện khác cũng được, ngài không nhắc gì tới cái chuyện mà người ta vừa nói hết. Có một số người ngài làm như vậy, nhưng có một số người đó thì ngài phải áp dụng cái cách này hay là cách khác để giúp cho họ hiểu ra vấn đề. Cho nên chúng tôi xin thoại thưa rõ rằng, trong chú giải nói rõ rằng vì ngài là bậc nhất thiết trí, là bậc toàn giác, cho nên ngài hiểu rõ trường hợp nào phải làm cái gì, với đối tượng nào, lúc nào phải làm sao thì ngài biết là rõ. Cho nên ở đây Thế Tôn mỉm cười để lấy cái đó là cái cớ để tiếp tục ngày mới nói thêm cái điều mà chúng ta đọc trong cái trong chánh kinh đó. Khi mà họ nói giận như vậy thì họ mới phan thêm một bài nữa, họ nói rằng người ta đã xin lỗi mình rồi mà mình lại không chấp nhận người ta như vậy, có phải là làm thêm rắc rối hay không. Thì lúc Đức Phật mới trả lời này, lần này thì ngài trả lời thế này: Như Lai bậc giác ngộ thương xót mọi hữu tình nên ngài không tội lỗi. Có nghĩa là sao? Cái chỗ này có nghĩa rằng là chúng ta dở lại trong Tương Ưng Bộ Kinh cái chương mà gọi là Bồ Đề Tương Ưng đó, gọi là Tương Ưng Bồ Đề đó, thì có kể là một cái câu chuyện là lúc Đức Phật mới vừa thành đạo xong thì ngài nằm
yên buổi trưa đó để ngày nằm nghỉ. Nằm nghỉ là sao? Có nghĩa là cái cơ thể ngày cũng có lúc mỏi mệt thì ngày cũng nằm yên dưỡng dưỡng sức đó. Thì lúc đó mà vương ý, tức là ác ma thiên tử đó, mới hiện xuống có một cái lời giống như dè biểu vậy đó, nói rằng tôi tưởng ngài là tinh tấn thiền định, nhưng mà không ngờ người như ngài bây giờ ăn cho no xong cũng vô nằm nghỉ ngơi như bao nhiêu người khác, chứ có cái gì đâu mà hay. Cái bài kể cái ý như vậy thì Đức Phật thì nói là thế này: với một người như như là Như Lai, cái việc nên làm đó làm, gánh nặng đã đặt xuống, và Như Lai không không ngưng, gọi là khi nghĩ về cuộc đời Như Lai không từng gián đoạn cái tình từ mẫn đối với chúng sinh. Với một cái người mà đã làm xong trách nhiệm với mình và luôn luôn sống trong cái lòng từ tâm bi mẫn đối với muôn loài, thì với cái người mà hỏi đủ hai cái này nè, thì giả sử mà có thể phải nằm ngủ thì cũng không có lỗi lầm gì đâu, mà tại sao phải soi mói nhau như vậy? Giống như mình thấy ông Thánh Nhân đi hay là bà Teresa mà bây giờ mà họ có ngồi trên một cái chiếc xe sang trọng, gọi là giấc trưa, họ có nằm ghế bố, họ thiêu thiêu, họ chợp mắt một chút thì cũng không có lỗi lầm gì, bởi vì cả đời của họ đã cống hiến cho nhân loại, cống hiến cho quốc gia, cống hiến cho thiên hạ nhiều quá rồi. Cái chuyện mà họ có nằm chợp mắt một chút đâu có gì đâu mà phải mình phải làm lớn chuyện. Để ý như vậy. Thế này cũng vậy, anh đến Đức Phật dạy là Như Lai Phật giác ngộ thương xót mọi hữu tình. Ngài với một người như vậy thì không có lầm lỗi, và ngài thường sống trong chánh niệm, ngài xác nhận như vậy. Tại sao? Bởi vì phải nhận rằng trong chú giải nói đó, ở một vị chánh đẳng giác, cái khả năng từ tâm nó bao la và nó thường trực, bao la và nó thường trực đến cái mức mà vị đệ tử tinh văn không có bị được, vị đệ tử tinh văn không bị được. Cho nên bà con ở đây đó làm ơn ấy, vào ở trong cái gọi là vô ngại giải đạo, bản dịch của Nguyễn Văn Ngân nha. Các vị đọc được tiếng Anh thì tốt hơn, nhưng mà bây giờ nó khổ chỗ là bây giờ là bà con ở đây tôi nghi ngờ chắc ở đây là bà con họp đỡ, có lẽ đọc tôi đẳng tiếng Việt, có nhiều người họ nói rằng đọc tiếng mẹ đẻ thì nó tương đối nó thoải mái ha. Cho nên mình gợi ý đây là hãy vào trong đây, vào trong cái quyển là Vua Ngài Giải Đạo, mà cái phần mà giải về trí đó, cái chương đầu tiên là chương giải về 73 trí nha, chương giải về 73 loại trí nhé. Thì trong đó có nói đến một cái gọi là cái trí đại bi của Đức Phật, Mẹ Karuna nhà đấy, tức là cái mà Karuna nhà nó, tức là cái đại bi trí. Cái trí này chỉ có ở vị cái đẳng giác, cái hàng tinh văn không có. Là vì sao? Là vì hàng tinh văn cái nhìn còn có cái giới hạn, còn đối với ngài thì cái nhìn của ngài là những cái nhìn vô hạn, và ngài có thể nhanh chóng an trú ở trong cái lòng bi mẫn như ý ngài muốn, và ngài nhìn thấy cuộc đời từ khắp mọi khía cạnh một. Cho nên cái lòng từ bi của Đức Phật đối với chúng sinh nó sâu và nó rộng đến mức mà hàng tinh văn không có không sao mà có thể nghĩ bàn, có thể tưởng tượng được. Cho nên cái trí đại bi của Đức Phật được gọi là một trong sáu cái Như Lai biệt trí, có nghĩa là cái trí riêng tư, cái trí chỉ có ở vị chánh đẳng giác mà thôi. Thì ở đây ngài nói thế này, đối với một người như ngài đó thì cái ý cái bài kệ này, đối với một người như ngài đó thì có phải thọ dụng, có phải xả tới những cái gì đó là cũng chỉ vì cái lòng từ bi đối với chúng sinh. Trong trong là tôi không biết ai ai ở trong trong là tôi không biết, không biết có phải là có những người Phật tử Bắc tông hay là Nam tông thuần thành hay là mới sơ cơ tôi không rõ, mà ở đây chúng tôi chỉ trình bày theo cái kinh điển nguyên thủy thôi. Có nghĩa là Đức Thế Tôn ngài có nhận cái gì đó của ai đó thì cũng chỉ vì lòng đại bi, chứ không có phải như mình là cái nhiều khi mình nhận cái đó là vì cái nhu cầu của mình đó. Nhưng mà Đức Phật thì dĩ nhiên ngài cũng có nhu cầu, nhưng mà ngài luôn luôn thọ nhận cái gì đó của chúng sanh khác từ cái lòng đại bi. Là sao? Vì ngài biết rằng chỉ cần ngài nhận của người ta một một cái cây tâm xẻ răng thôi, một cái cây tâm xẻ răng thôi, một cái ly nước nước, nước lọc thôi, hoặc là một bó cỏ khô để trải ngồi thôi, thì cái điều đó sẽ đem lại cho người ta một cái lợi ích, một cái quả báo cực lớn cho kiếp mai mai, mai hậu nè. Và đồng thời với cái Phật lực và cộng với cái từ trường của một vị Phật, khi mà ngài nhận lấy của ai cái gì đó, nhận lãnh của ai cái gì đó, ngài thọ nhận cái gì đó của ai đó,
thì cái thái độ đó, cái cử chỉ đó của Ngài sẽ có một cái tác động, sẽ có một ảnh hưởng rất là tích cực và vô cùng lớn cho cái đối tượng mà đã có cái lòng cung hiến cúng dường, chứ không phải như phàm phu. Phàm phu mình thí dụ mình cho ai đó mà mình thấy người ta nhận đó, là mình nhiều lắm là mình vui, nhưng mà có nhiều khi có nhiều người cách nhận của họ làm cho mình cũng khó chịu và mình không muốn cho nữa. Có cái đó, có bản thân tôi đã có trải qua cái đó. Có nhiều người mình nhìn họ mình muốn cho, và khi mình cho họ rồi đó, cái cách nhận của họ nó làm mình không nghĩ đến chuyện mình sẽ cho họ lần thứ hai thứ ba nữa. Mà riêng nói về cái đánh giá thì không, khi mà Ngài đã chịu nhận qua cái gì đó rồi đó, thì cách nhận của Ngài rất là đẹp, phải nói như vậy, rất là đẹp, rất là đẹp. Và cái từ tâm của Ngài lúc mà Ngài thọ nhận và cái tác động lên cái đối tượng ấy, những cái ảnh hưởng rất là tích cực cho họ vô vàn lợi lạc. Cho nên Ngài nói là một người mà thọ nhận như vậy đó thì dù Ngài có xài cái gì sang cũng là không có lỗi. Đó là cái bài kinh gọi là Hiềm Trách Thiên. Và thêm nữa đó thì cái tựa kinh trong chú giải nói thế, cái tựa kinh là Uttha đó Sanh Nhi. Đây là cái mấy cái ông này, ông là có cái thôi có cái tật xấu thì ông hay soi mói để mà cứ trách hết người này tới người khác vậy thôi. Thì ông được một số người quen biết đó, họ gọi đó là cái nhóm, gọi là cái nhóm nhóm nhóm, nhóm gây sự, cái nhóm mà nhóm đi bắt lỗi người ta, nhóm bắt lỗi chỉ vậy thôi. Chứ còn cái chữ mà Uchana Sanyi hoặc là cái tên gọi là Hiềm Trách Thiên ở đây nó không phải là cái tên gọi cho một cái chủng loại đặc biệt nha, nó không phải là tên gọi. Cho nên trong bản Pali mới nói thế này: Divak Loko đi với lô cô nam á, ba tí giết cô nó thí. Ở đây đó, trong chú giải mới nói thế này, là tại vì mấy ông này nè, mấy ông tiên này này, cái tật móng là có tật hay đi kiếm chuyện bắt lỗi người khác, thì được người ta gọi là Uchana Sanyi, gọi là cái đám người ghim ni môn đi gây hấn, đi dè biểu thiên hạ như vậy thôi. Chứ trên cõi trời không có cái ở trên cái cõi Đau Lợi trở lên thì nó không có cái vấn đề mà phân gọi là phân hạng Patisico. Đây nó có nghĩa là đặc biệt đó, mà có những thứ hạng đặc biệt trên cõi trời đó thì không có. Đây là chúng tôi giải thích cho kỹ cho rõ bà con, chứ còn những ai vào đây mà có cái lòng mà đi tìm đạo giải thoát thì tôi xin nói rõ là có thể chúng tôi đã phụ lòng quý vị ít nhất là 50%. Là tại sao? Tại sao cái rung giảng Phật pháp mà chúng tôi nói là chúng tôi phụ lòng 50% là bởi vì chúng tôi phải dành ra một nửa thời gian để chúng tôi nói về vấn đề ngôn ngữ. Ví dụ như những chữ khó thì bắt buộc chúng tôi phải ngừng lại một chút, thay vì là chúng tôi cứ là lo giảng thuần túy. Thì đằng này chúng tôi lại có đôi lúc tôi phải dừng lại, chúng tôi nói về những cái từng chữ chẳng hạn như bây giờ tôi đang nói về cái chữ Uchana Sanyi, rồi hồi nãy bắt đầu buổi giảng tôi phải dừng lại một ít phút để chúng tôi nói về cái chữ nát sanh tí nghĩa là sao. Cảm ơn. Nó hơi hơi phụ lòng các vị một chút chỗ đó. Cho nên ai mà có ý vào đây để mà nghe 100% thì hơi khó, bởi vì mình đã nói là cái lớp nghiên cứu mà, cái lớp nghiên cứu thì bắt buộc là mình phải làm cái việc mà nó hơi ngoài lề một chút nha. Bây giờ tiếp theo là bài kinh gì? Bài kinh Lòng Tin. Bài kinh Lòng Tin. Bài kinh Lòng Tin. Bài kinh Lòng Tin, xin bà con cho các bài kia cho cái từ cái đó lên về một chút. Ở trong bài kinh tiếp theo là kinh Lòng Tin ha. Thì ở trong cái bản Pali đó thì nói thế này, cái này chúng tôi xin thưa thiệt, chúng tôi tuyệt đối không có dám có ý mà gọi là múa rìu qua mắt thợ, bởi vì chúng tôi không có biết là ở trong room này có ai trong room ha. Cho nên chúng tôi không có làm cái chuyện mà chê khen người này người kia thì cái đó này không, nhưng mà chúng tôi cũng càng không có dám ý phạm thượng đối với Hòa thượng Minh Châu. Có điều là trong bản tiếng Việt ấy có rất là nhiều chỗ mà chúng tôi ngờ rằng không phải Hòa thượng dịch, mà có thể là do những người đệ tử cộng tác hay sao đó. Chứ nếu mà căn cứ theo cái bản tiếng Pali ấy,
Em thì nó có nhiều cái chỗ mà ở trong cái bản tiếng Việt á mình không có thấy. Nó có những cái chi tiết trong bản Pali mà bản tiếng Việt không thấy. Rồi trong bản tiếng Việt nó có những cái câu chữ mà trong bản Pali không có. Nè. Nhưng mà thôi thì cái chuyện đó mình sẽ bàn sau nha, cũng là một chuyện hơi tế nhị. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ dịch lại cái câu kệ đầu tiên ở trong cái bài kinh kinh Lòng Tin thôi. Sắp hơi sát xã hồ tí. Cái niềm tin đó, nó chính là cái người bạn đồng hành của chúng sinh trong đời này. Sắp thà đúc tư già của đức sát sơ hồ thì cái niềm tin nó chính là cái người bạn đồng hành cho chúng sinh trong cuộc đời này. Vì sao? Là vì phải nói rằng là mình không có niềm tin, mình không có làm ăn gì được hết, chỉ nhẹ nhàng thôi, chỉ nhẹ nhàng thôi. Đó là mình phải tin rằng là mình đứng đây một lát, thế nào cũng có xe đò nó tới để mình đón mình đi. Mình phải có niềm tin đó thì mình mới ra đường đứng đón xe chứ. Đó là chỉ nhẹ nhàng đó, thì Việt Nam. Chứ bây giờ mình cứ một mực khư khư khăng khăng mình cho rằng cái chỗ này không có thể nào mà có xe bốn bánh chạy ngang chỗ này hết, thì làm sao mà mình có đủ cái điều kiện tâm lý nào, mà có được cái điều kiện tâm lý nào để mình ra mình đứng đón đón xe. Cho nên cái chuyện đầu tiên mình phải có niềm tin, chỉ đứng đón xe đò thôi đó mình cũng phải có một chút niềm tin. Hoặc là thí dụ như bây giờ mà mình muốn nấu một cái ấm nước thì ít ra mình cũng phải có niềm tin là cái chuyện đó mình làm được, mình mới bắt tay vào cái chuyện mà đi mà nấu nước, nấu cái ấm nước. Chứ còn bây giờ mình không có tin là mình có cái ấm nước này có thể nấu được nè, mình không tin. Thì nếu mình không có được cái niềm tin đó thì làm cái gì bây giờ. Cho nên cái chuyện đầu tiên ở đây mới nói là sắp thà đu tư già. Chữ đu tư già này nó có hai nghĩa. Chữ đu tư già này nó có nghĩa là second. Nó nghĩa là second, thứ hai. Nghĩa là thứ hai. Thí dụ như là mình thấy là đúc tí dầm tí nhé, đúc tí dầm tí, đúc tí dầm tí bút thăng sẵn rằng cha mí con xin quy Phật là thứ hai nha. Để đúc tí giác có hai nghĩa, có hai nghĩa. Và thứ hai mà nó cũng có nghĩa là bạn bè. Bạn bè này có nghĩa là sao? Cái chữ đúc tư gia này này nó là cái thứ hai, nhưng mà nó cũng nghĩa là bạn, nghĩa là trên ở bất cứ một một cái quãng đường nào hoặc một cái nơi chốn nào thì ngoại trừ mình ra còn có kẻ thứ hai, cái thứ hai là trời tính luôn mình đó, thì còn có kẻ thứ hai thì được gọi là mấy người đó mình được gọi là bạn. Bạn này nghĩa là vậy đó, bạn là bạn nghĩa là cái người thứ hai cộng với mình, cái người thứ hai tính luôn mình mà họ là người thứ hai thì cái đó được gọi là bạn, riêng trong tiếng Pali như vậy. Cho nên từ đó chúng ta thấy trong kinh nó có cái chữ gọi là tâm hà đủ tí và cát. Tâm hà là tha mái, mà tâm hà đủ tí và cát có nghĩa là cái người sống nặng về tha mái, có nghĩa là luôn luôn sống đồng hành với tha mái, song hành với tha mái, kề cận cọ sát thường trực với tha mái, thì cái kẻ đó được gọi là tâm hà đúc tí và cạt. Cảm ơn. Cho nên cái chữ đúc tí già ở đây nó có nghĩa là bạn bè, mặc dù nó có nghĩa là thứ hai mà nó cũng nghĩa là bạn bè. Cái niềm tin nó chính là cái bạn đồng hành của con người. Nô chê asat yang awatit thati, nô chê asat yang awatit thati có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu cái câu đầu tiên là niềm tin là người bạn thứ hai, hoặc là người không sợ, niềm tin là cái người bạn đồng hành của con người. Cho nên no je asat yang, nếu cho nên nếu mà mình không có phải là cái loại người thiếu niềm tin thì sao? Thì yaso je kiti je tattva sa hồ thì thì nhờ vậy, người ta tô là nhờ vậy, từ đó nếu mà mình không phải là cái kẻ thiếu niềm tin đấy, thì nhờ vậy mình sẽ có được mọi thứ ở đời. Mọi thứ đây là gì? Mọi thứ đây tức là gia số chắc cái tiền. Thì cái gia số ở đây ấy, cái gia số ở đây ấy, ở trong chú giải nói đó, cái gia số ở đây đó là có nghĩa là đồ chúng,
Trong trường hợp này đó, có cái chữ kích tí ở đây đó. Chữ kích tí ở đây đó, nó có nghĩa là cái lời khen. Nó có nghĩa là cái lời khen. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà sống ở đời này đó, mà mình có được một cái niềm tin, sẽ cuộc sống mình có cái định hướng đó, thì mình muốn cái gì cũng được hết. Cái ý nó như vậy đó, muốn cái gì cũng được hết. Cái bài chánh kinh nó có nghĩa như vậy. Chúng ta thấy rằng ở trong bản tiếng Việt ấy, thì chỉ có một bài kệ giống như là có một vị nói thôi, nhưng mà ở trong cái bản Pali đó, tôi xin thưa rõ, trong bản Pali đó thì nguyên cái bài kệ dài sọc này nè, nó phải được chia thành 3 phần, nó phải được chia thành 3 phần, chia thành 3 phần. Cái phần thứ nhất ấy, là nó đến cái chỗ mà gọi là cái đoạn thứ nhất là từ cái chỗ tính là người thứ hai đó ha, là bạn loài người đi đến cái chỗ mà sau khi bỏ thân này được sanh lên thiên giới. Đó là cái đoạn một của một cái vị trời thứ nhất đọc. Rồi cái vị thứ hai đó ông mới đọc tiếp là hãy từ bỏ phẫn nộ, mà ông đọc riết, ông đọc đến cho tới cái chỗ nào đây, ông đọc từ đến cái chỗ mà không bị trói buộc. Cái chỗ không bị trói buộc. Danh sắc không bị trói buộc. Đó. Cái là cái chỗ đó đó. Cái chỗ thứ hai này này, cái chỗ thứ hai này này, cái đoạn kinh thứ hai này này. Làm ơn bỏ nó giùm. Đây đúng rồi, cảm ơn đi, cảm ơn quý cha thiện nhân cái này. Ông cái câu thứ hai nó mới nói thế này, là hãy từ bỏ cái sân hận ha, từ bỏ sân hận, từ bỏ ngã mạn, hãy vượt qua các kiết sử nhẹ, không rồi, rồi cái gì nữa, không có chấp trước ở trong danh sắc và không có bị trói buộc, không có bị trói buộc. Ở kinh giới năng ấy, có nghĩa là không có chấp trước ha, mà cái Na nút tóc tâm sang ra, cái chữ sangha ở đây đó chỉ cho cái gì, chữ sangha với cái ngó bản Pali dùng cái chữ sangha ở đây này, đi copy được không, đây được rồi đây, hay quá hay quá hay. Cái chữ sangha ở đây này nó ám chỉ cho cái gì, nó ám chỉ cho ám chỉ cho tham. Cái chữ sangha đây là cái sự dính mắc. Okay. Có năm thứ sangha. Đó là tham, sân, si, mạn, kiến. Tham sân si mạn kiến nha, tham sân si mạn kiến. Tham á, đúng rồi, cảm ơn, tham sân si mạn kiến. Thì tiếp theo đó thì Đức Phật mới trả lời bằng hai cái câu kệ pháp cú nha. Ngày tiếp theo ngày mới là ngày mới trả lời bằng hai cái câu kệ pháp cú số 26, 27 đấy. Pháp cú. Cái lớp này lớp nghiên cứu, cho nên nếu mà con nào mà vào đây mà với cái ý mà nghe như là ở các room khác thì các vị sẽ hơi hơi thấy khó chịu, là tại sao hồi nãy giờ tôi không nói gì nhiều, tôi cứ lòn nói chữ không đó.
Bây giờ chúng tôi đã có cái ý như vậy đó, có cái ý là có lẽ là không có làm gì kia chỉ bao đồng nữa, chứ thực ra bây giờ chỉ còn là cái lớp ngồi lớp hướng dẫn nghiên cứu thôi. Có nghĩa là các vị này mỗi người nói một câu, mỗi người nói một câu, bà con nghe rõ không, bà con nói nghe rõ không? Bà mà đà mà nó dùng chành tí bà là đầm mì thủ mê thì nội cho nên chỉ cái kẻ mà kẻ ngu kẻ thiếu trí thì luôn luôn sống trong cái sự dễ vui phóng dật. Ba la kẻ ngu mà đâm mê thì nô cho na cũng là kẻ ngu ha? Sống trong cái dễ vui buông lung phóng dật. Mà sẵn ở đây tôi cũng nói luôn một chữ nữa là các vị nào là đi chùa Năm Tông á, các vị đi chùa Năm Tông á, các vị thường nghe cái chữ dễ vui phải không? Nhưng mà cái chữ này đó thì nó ít dùng, nhưng mà chữ dễ ngư thì có dùng. Dạ, cái chữ dễ ngư á thì ở ngoài đời người ta có thường dùng, nhưng mà tôi cho đến bây giờ tôi cũng chưa có rõ, là không rõ biết là từ bao giờ mà từ cái chữ dễ vui này nè, mà nó từ cái chữ dễ ngư á, từ cái chữ dễ ngư mà nó đi làm sao mà nó qua tới cái chữ dễ vui đó, thì tôi tạm thời tới bây giờ tôi cũng chưa chưa biết là từ bao giờ mà nó có một cái cuộc mà gọi là một cái chuyện mà chuyển tông mà đột ngột như vậy thì tôi chưa rõ nha. Nhưng mà sẵn cái này tôi nói luôn là có rất là nhiều chữ trong Phật giáo Nam Tông Việt Nam ấy, dùng mà có một nhiều lắm, nhiều lắm. Chẳng hạn như cái chữ dân quê đó, dân quê mình chưa tăng Phật tử mà vô Trai Tăng họ đọc một cái bài Tát Bạch đó, mà người ta kêu là đọc bài dân quê. Dân quê thì theo chúng tôi được biết đó, thì cái chữ quê đó là một cái cách đọc sai của cái chữ quynh. Cái chữ quynh ở trong tiếng Khmer đó, tiếng Miên á, cái chữ quynh nó nghĩa là dài. Cái cơm chữ tăng nó có hai bài, một bài ngắn và một bài dài đó. Thì cái bài ngắn nó nói lắm là xin chư tăng vì từ bi mà nhận lấy cái thực phẩm này của chúng tôi để cho chúng tôi được lợi ích an lạc lâu dài. Xin chư tăng nhận dùm cái thực phẩm này cho tôi để tôi được lợi ích lâu dài, chứ vậy thôi. Trong khi đó có cái bài dài hơn là kính bạch chư đại đức tăng, hôm nay là chúng con xin cúng dường món ăn này đến chư tăng mà có đức Phật chứng minh, và xin hồi hướng phước báo này đến ông bà cha mẹ của chúng con đã quá giảng nhiều đời nhiều kiếp. Ô nó dài thò, cái bài đó được gọi là cái bài bài bài, bài dài, bây là bài quên. Mà tại nó từ cái Tinh Miên đi xuống mà đi riết tới hồi từ cái chữ quên mà nó đi riết một hồi nó thành ra là chữ chữ quê, dân quê. Thì đúng là chữ quên là dài, dài. Rồi vậy đó, chúng tôi đang nói đó là cái chữ dễ 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 vui đó. Thì cho đến bây giờ bà con nào có siêng á, tại vì ở ngoài này chúng tôi không có điều kiện sách vở nhiều như như trong đó, các vị đi tìm giùm tôi cái chữ gì dễ vui nó có từ bao giờ, chứ chúng tôi biết trong tiếng Việt Nam chỉ có chữ dễ ngươi thôi. Dạ không, xin nói rõ cho một vị trong đây hiểu lầm nha. Ở trong đây cái chỗ này cái chữ mà quyết cha thiện nhân mà viết chữ quê đó na là thỏa nhận đó, thì tôi xin đính chính một điều đó là một cái sự nhầm lẫn rất là lớn, very very lớn. Cái chữ quy đó na này nè, nó từ cái ngữ căn là quýt, quýt là biết nha. Cái quy đó na đó nó từ cái căn là biết, cái ngữ căn quýt là biết rồi, cho nên những cái bản dịch tiếng Hán mà trước đời ngày Huyền Trang đó, cái chữ quy đó na hay dịch là giác, nhớ nha. Quy đó na có một thời được dịch là giác, sau đó đổi lại thành là thọ nha, thành là thọ. Chứ còn mà còn cái chữ thọ mà là trong thọ nhận đó thì xin thưa là nó trớt quớt, nó không có mắc mớ gì hết, nó giống như là trở trớ u trâu quyền bò vậy đó, nó y chang như là trở trớ u trâu quyền bò, có nghĩa là nó không có mắc mớ gì cái chữ đó hết nha. Làm ơn nhớ giùm, không thể nào mà các vị có thể dịch như vậy là chết này. Mà không biết cái ông mà viết cha thiện nhân này mà ông ở đâu mà ông lầu ra cái này thì tôi cũng không rõ, cái đó là kẹt lắm, cái đó là kẹt cứng nha. Cho nên là có một số vị, tôi xin lỗi tôi không nói ai,
Nhưng mà đại khái là có một số trường hợp mà chúng ta gọi là xính chữ đó. Xính có nghĩa là sao? Tiếng Việt có cái chữ xính, với các vị có nhớ không? Xính thì có nghĩa là có gọi là luôn luôn tìm cách mà gọi là chứng minh chứng tỏ đó. Nhưng mà có khi mình đi hơi lố, hơi lố có nghĩa là có một vài cái mình ảo á, có nghĩa là mình tưởng cái gì mình cũng có thể. Chẳng hạn như trong trong cái kinh Phật Nam Tông á, hay có cái chuyện mà gọi là quyết cái hát cái này giải tự đó, thì có nhiều trường hợp mà mình tự biên tự diễn thì đi nó hơi xa nha. Cho nên ở đây làm ơn nhớ dùng cái chữ đó. Rồi bây giờ tôi xin nói gọn lại thì cái bài kinh kinh gì đây, cái bài kinh mà lòng tin ấy, được kết thúc bằng cái câu trả lời của Đức Thế Tôn. Thì ngài nói rằng ở đây cái kẻ ngu thì luôn luôn sống dễ dễ ngươi, còn cái người trí đó thì luôn luôn sống 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 cẩn trọng, apama đó là sống cẩn trọng, sống không có dễ ngươi. Cái chữ apama đó không dễ ngươi, giống như là người cái người giàu có mà người ta gìn giữ cái tài sản rồi đó. Cái gì ở đây nó phải hiểu như vậy. Thá năng sắc thân quá rất tí, giống như cái người mà người ta gìn giữ cái tài sản mà quý nhất ở trên đời vậy đó. Thá năng sắc thân, cái sắc thân ở đây đó là sao, nó là adjective, nó là tỉnh từ của chữ thá năng là tài sản. Cái người mà người ngu với người thiếu trí thì họ gì họ làm, họ muốn nghĩ gì họ nghĩ, họ muốn nói gì họ nói, thì cái đó gọi là kẻ ngu, người sống dễ vui dễ ngươi. Còn cái người hiền trí thì luôn luôn sống cẩn trọng, sống có chừng mực, không có dễ ngươi. Giống như là một người có tiền của lúc nào họ cũng kè kè kè, họ coi chừng cái tài sản bị mất vậy đó. Cho nên ở đây Đức Phật này có dạy rõ hai bài kệ nha, những cái dạy rõ cái chuyện hai bài kệ. Ở đây chúng ta thấy là ma, sau khi mà ngài nói là kẻ ngu sống dễ ngươi, người trí sống chuyên cần như người giữ của, xong rồi ngài mới thêm là ma bắp ma nó mới vinh chị đó, cho nên đừng có tiếp tục dễ ngươi nữa nhé. Ma ca ma ra sanh ta bằng là đừng có tiếp tục gần gũi với dục ái nữa, đừng có tiếp tục gần gũi với người dục ái nữa, trong đừng có tiếp tục gần gũi tiếp cận với ái dục nữa. Cái kamarati nghĩa là niềm vui trong 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 dục nha, dục lạc á. Appamatto hicca yanto, cái người mà không dễ ngươi là cái người sống ở trong thiền thiền định. Bappo tibaramang sukhang, nhờ vậy mà đạt được cái hạnh phúc tối thượng. Thì cái chữ cha dâm tô đây là cái gì? Đây, đây nó nói chuyện. Cái chữ cha dâm tô đây, đây. Cha dâm tô buổi sáng nay tôi không biết tôi có đủ thời gian. Không biết sáng nay có đủ thời gian để giảng. Đấy. Cái chỗ này rất là muốn, cái chỗ này cái chỗ này đây là một bài kệ pháp cú mà tôi nghĩ rằng nó là nếu có dịp đó mình sẽ nói nhiều về cái chữ chữ cha, nó là chữ thiền nha. Mà sáng nay thì mình đã gặp cái cơ hội để mình nói rồi, nhưng mà không biết đủ thời gian hay không, bởi vì thì tôi bây giờ tôi đang buồn ngủ kinh hoàng lắm. Tôi từ bên bên Mỹ tôi mới về tới bây giờ, hiện giờ bên Mỹ nó đang là 11, có nghĩa là đúng giờ bên Mỹ đó là hiện giờ tôi là bắt đầu chúng tôi sắp đi ngủ. Trong khi bên châu Âu bây giờ hiện giờ mới có 5 giờ sáng rồi, mà vì mới về cái 2 ngày nay cho nên nó cũng hơi kỳ kỳ, nhưng kệ, ok, ráng gồng cho cái lớp nó trở lại cái giờ giấc bình thường nha. Cho nên tôi nói một cái chỗ nào các vị nghe mà các vị nghe nó hơi ngồ ngộ đó, các vị đánh cái đen lên cho tôi hồi đầu hướng thiện, hồi đầu thiện ngạn. Thưa bà con, cái chữ cha danh tô đây nó chỉ cho hai thứ thiền, hai thứ thiền nha, hai thứ thiền. Một gọi là Lakkhanupanicchana, thiền lấy tam tướng, làm trọng điểm, tức thiền quán. Cái loại thiền thứ hai gọi là Aramanu Panichana, là thiền lấy cảnh giả định làm trọng điểm, gọi là thiền thiền chỉ nha.
Bà con nhớ dùm cái này rất là quan trọng. Cái chữ thiền mà bên Bắc Tông họ nói rất là mênh mang, bạt ngàn, bao la bát ngát, cò bay thẳng cánh. Nhưng mà bên Nam Tông nó rất là rõ, nó rất là rõ. Cái thiền ở đây nó gồm có hai, cái chữ cha danh tô đây đó. Nên trong bài kệ này Đức Phật dạy rằng, cho nên đừng tiếp tục sống dễ ngươi nữa, đừng có tiếp tục đánh bạn, bầu bạn với dục lạc nữa. Appamatto Chayanto, cái người chuyên cần thì luôn luôn sống trong thiền định, nhờ vậy tới Pappo tới Paramang số căn đạt đến cái sự an lạc tối thượng, tức là Niết bàn. Thì ở đây thiền có hai loại nha, thiền có hai loại, đó là Lakkhanu Panichana, có nghĩa là thiền lấy cái tam tướng làm trọng điểm, có nghĩa là sao, là quan sát thân tâm danh sắc năm quẩn 12 xứ 18 giới từ cái góc cạnh gì, từ cái góc cạnh tam tướng. Cái gì trên đời này cũng do nhân duyên mà có và cũng do nhân duyên mà diệt. Mà cái gì mà nó có sanh có diệt thì cái đó gọi là vô thường, mà cái gì vô thường thì cái đó là khổ, cái đó là vô ngã, có nghĩa là nó không có nằm ở trong cái quyền lực của bất cứ ai hết nha. Thì cái thiền định mà nhắm đến cái ý nghĩa tam tướng, cái tinh thần tam tướng như vậy được gọi là thiền quán. Còn cái thiền chỉ là sao, là lấy cảnh giả định là sao. Thí dụ như người ta tập trung tư tưởng vào trong một cái đề mục, một cái án xứ nào đó, thí dụ như họ niệm đất 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 đất, nước 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 nước, lửa 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 lửa, hoặc là hơi thở vào nha ra nha, vào ra nha, rồi đó, thì ta gọi là tập trung vào cái cảnh giả định. Giả định là sao, cái cảnh đó là cảnh vốn không có thật, cái cảnh mà nếu mà nó rốt ráo đó thì bên thiền quán nó nhìn thấy cái nội dung, cái bản chất rốt ráo của các văn. Có nghĩa là thay vì mình tặng kinh và tặng lực đó, thì gọi là tôi giận, tôi đói, tôi no, tôi nóng, tôi lạnh. Nhưng mà bên tạng Atthi Đàm thì không, bên tạng Atthi Đàm thì nói là đây là mắt đất, đây là nước, đây là lửa, đây là gió, đây là tâm tham nè, đây là tâm sân nè, đây là tâm thiện nè, đây là tâm thiền nè, chứ không có người nào ở đây hết, không có ông A, không có bà B. Cho nên ấy, ở trong chú giải có cái câu này tôi thấy tôi rất là thích: chỉ có sự khổ không có người chịu khổ. Đấy, chỉ có nguyên nhân sinh khổ không có người tạo ra khổ. Đó. Bộ tôi sắp có tiền hay sao mà sáng giờ tôi cứ gõ lộn cái dấu mà đô la không rồi trời. Rồi cái thứ ba là chỉ có niết bàn không có người chứng niết bàn. Khổ thiệt chứ, cái má gì đâu mà nó bằng cái lỗ mũi người ta vậy. Ok, chỉ có con đường thánh đạo mà không có ai đi, trên đó. Cái câu này nè nó mới ứng với nó có một nội dung rất là độc đáo, có hiểu được cái kinh này bài này mới hiểu được cái bài tâm kinh của Bắc Tông. Hả? Là vô sắc vô thanh vô khí vô xúc, là vô 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 minh, vô vô minh diệt. Tức là không có khổ tập diệt đạo, không có vô minh, không có lão tử gì hết. Cái người mà không học Phật pháp họ nghe đó họ không có hiểu tại sao mà kinh nói rõ ràng chỗ A này nó có mà qua chỗ B nó không có, phủ nhận toàn diện là sao. Cái độc đáo ở chỗ này, nó độc đáo ở chỗ này, nó độc đáo ở chỗ nào là này này. Ngày nào mình chưa, cái này tôi nói cho rõ, cho chậm, cho kỹ mà con nghe giùm. Ngày nào mình chưa biết Phật pháp, mình cứ tưởng là tôi có thật, có một cái thằng tôi tồn tại trên cuộc đời này. Cái thằng tôi đó đó, nó được cái này nè, nó bị cái kia nè, nó có cái này nè, nó thiếu cái nọ. Cái này ngon, cái này bảnh nè, cái này hèn, cái này nhục nè. Nhưng mà đến hồi mà nó biết được đạo rồi thì nó thấy rằng ba cái danh lợi, tình cảm gì đó vớ va vớ vẩn phù phiếm ngoài đời, nó chỉ là cái giọt sương trên cỏ, nó chỉ là ảo giác mù khơi, chứ nó không phải là một cái gì đó thực tại hằng hữu. Cho nên
họ bỏ hết, bây giờ họ chỉ tập trung họ lo cho đạo thôi, lo giữ giới, lo nghe pháp, lo thiền định. Khổ thay, ngày xưa mình chấp danh chấp lợi chấp tiền chấp tình, bây giờ mình coi mấy cái đó là mù sương ảo hóa, tưởng làm sao mình cạo cái đầu tóc lóc cho nó bóng lên để rồi mình lại chấp cái khác nó cao cấp hơn một chút. Đó nghĩa là mình chấp vào những cái đức hạnh, mình chấp vào cái pháp tu, là tôi là cái người trong sạch, tôi là người có trí tuệ, đấy, tôi là người thế này, tôi là người thế khác, có mấy ai được như tôi, vân vân. Thì vậy, như vậy chúng ta lại mắc vào cái thứ hai, có nghĩa là chạy ô mồ mắc ô mã, mà chạy thầy cả mắt thầy con, tránh vỏ dưa mà gặp vỏ dừa là chỗ đó. Cho nên chỗ này các vị cần đến một cái điểm, một cái bước đi dứt khoát hơn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả đau khổ là ảo. Nếu tất cả mọi sự là ảo thì cái con đường giải thoát nó cũng không phải là cái gì đó để mà chúng ta tự hào, tự đắc, tự mãn, tự cao, tự đại vì nó. Là tại sao? Là bởi vì chúng ta giả định nha, phiền não nó là một chứng bệnh. Phiền não nó là một cái chứng bệnh. Thì bao nhiêu cái pháp môn tu hành nó chỉ là thuốc chữa bệnh thôi. Mà trên đời này chỉ có cái thằng điên ấy, nó mới đi khoe với người ta thế này: tôi đang bị tiểu đường, mỗi ngày tôi phải uống thuốc, mà mỗi viên thuốc như vậy là $40. Các vị tưởng tượng có cái thằng điên nào mà nó khùng đến mức đó không? Nó đi nó khoe với người ta rằng nó bị tiểu đường, và nó khoe rằng mỗi ngày nó uống một cái viên thuốc tiểu đường là $40, $20. Các vị tưởng tượng ở đây cũng vậy. Chúng ta hoàn toàn không có bất cứ một lý do nào để mà tự hào, tự đắc, tự mãn, tự kiêu, tự đại rằng thì là tôi là giới luật trong sạch, rằng thì là tôi là có như tinh thông Phật pháp, rằng thì là tôi kham nhẫn, tôi hành xả, tôi từ bi, tôi trí tuệ, vân vân và vân vân. Chúng ta tuyệt đối không có một lý do nào hết, bởi vì mình đang uống thuốc mà. Và ngay cả một vị A La Hán, ngay cả một vị thánh nha, cũng không có một cái gì để mà các vị đó tự hào tự mãn. Là vì sao? Là bởi vì mình rất là đơn giản thôi, mình bị khổ. Chỉ có khổ mà không có người chịu khổ, chỉ có tập đế mà không có ai tạo ra khổ hết, tại toàn là phiền não nó tạo ra chứ không có thằng nào con nào tạo ra hết. Và cái thứ ba, chỉ có niết bàn chứ không có người chứng đắc. Cái câu này quan trọng lắm, bởi vì có rất là nhiều Phật tử cứ mong là tôi sẽ được thế này, tôi sẽ được thế kia, tôi sẽ về trời, tôi sẽ được làm người, tôi sẽ chứng niết bàn. Vì sao? Là vì trong kinh Căn Bản Pháp Môn, mà kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã nói: kẻ vô văn phàm phu không hiểu được pháp của bậc thánh, không hiểu được pháp bậc pháp của chân nhân. Cho nên kẻ đã nghĩ về niết bàn bằng cái ý niệm bản ngã, thấy có ta trong niết bàn, trong niết bàn có ta, kẻ đã đối chiếu ta với niết bàn và lấy niết bàn đối chiếu với bản thân ta, ta nói rằng kẻ ấy không hiểu được niết bàn là chỗ đó đó. Trong khi mình cứ thấy là danh sắc, tấm thân này, tinh thần này nó là thứ phù hư ảo hóa, thì cái chuyện mà mình giải quyết được nó cũng là một thứ ảo hóa phù hư chứ có cái đâu hay nha. Rồi giống như bây giờ mình coi mọi thứ đó là cỏ, là rác, thì cái cây chổi mà quét cỏ quét rác đó đó thì nó cũng chỉ là đồ hốt rác thôi nha. Cho nên ở đây cái câu mà chúng tôi rất là làm tâm đắc ở đây đó là, chỉ xin lỗi, cái câu này không phải là của chúng tôi mà là của chú giả bây giờ. Chúng tôi ngày xưa học thuộc lòng cái câu này, bây giờ chúng tôi quên mất, cho nên chúng tôi chỉ ghi nhớ được cái câu đầu tiên thôi. Rồi các vị tự một lát tìm nha. Dukkhami va na ko chi dukkhito. Rồi cứ vào Google tìm nghe ra liền nha. Cứ vào Google. Ở đây ai mà là người mà online lẹ nhất, bởi vì chúng tôi đang nói mà chúng tôi vô Google được, nhưng mà hãy bước vô Google chúng ta bị phân tâm, chúng ta nói không được nữa. Cho nên chúng ta chỉ nhớ được cái câu đúc khám mi của nó cô chứ đúc Kitô, tức là chỉ có sự khổ mà không có ai là người chịu khổ. Là chỉ có nguyên nhân sinh khổ chứ không có ai, không có cái ai là người tạo ra cái khổ. Chỉ có niết bàn chứ không có ai chứng niết bàn. Chỉ có con đường chứ không có ai đi trên con đường đó nha.
mà cái câu đầu tiên để chúng tôi mách cho các vị biết, cái câu Pali đầu tiên là Dukkhami với Nakku Chilukkhito nha. Ngay bây giờ vào Google tìm thấy ngay. Cho nên bây giờ đó, kể từ hôm nay chúng ta có cái lớp học này này, chúng tôi chủ trương giảng cái gì là mình tự động mình phải có cách mình mò tới đó liền. Tôi xin mách mách thêm một chuyện, bất cứ ai mà giảng cho mình nghe cái gì mà mình không có tìm ra được cái căn nguyên thì cái lời giảng đó đều là khả nghi nha. Ok, đều là khả nghi hết. Cho nên ở đây đó là mình phải như vậy, tức là tôi mong khi tôi nói cái gì đó thì tôi sẽ cho các vị một cái chìa khóa để tự các vị đi tìm. Dạ rồi, cái tay nào giỏi ghê vậy ta, cái tay này giỏi ghê á, à, cái tay này giỏi giỏi ghê á, tức là chỉ có khổ mà không có người chịu khổ, đúng rồi, chỉ có hành động chứ không có người hành động, đúng rồi, chỉ có cái sự niết bàn chứ không có ai là cái kẻ niết bàn, đúng rồi, mắt cà mắt chứ mà cùn nó phải chặt tí, chỉ có con đường chứ không có cái người đi. Tuyệt vời, lớp học như vậy là perfect. Ok, kể từ hôm nay quý vị có bỏ tiền ra để mà mua cái máy cho nó tốt hơn thì nó chỉ là xứng đáng thôi, chứ không phải là cái sự mà hoang phí. Thời này mà tận dụng internet được như vậy đó thì chúng ta có quyền móc hầu bao để mà tậu thêm những cái máy tối tân hơn, chứ không có gì bậy cho bằng sử dụng phương tiện tối tân để mà nghe nhạc, coi phim, rồi chích chát tầm bậy tầm bạ tào lao thiên tướng, rất là uổng nha. Phải như vậy, phải như vậy. Tập đế đó rồi, chỉ có sự tịch tịnh niết bàn chứ không có ai niết bàn, và chỉ có con đường chứ không có kẻ đi trên đó. Tuyệt vời, cái này tự nhiên tôi đọc lại lần thứ hai mà tự nhiên tôi muốn dịch thành thơ đó, nó đến mức như vậy, nó quá thơ đi, nó quá sức thơ. Ok, cho nên ở đây là ấp và má tôi cha dành tôi, chứ cha dành tôi là phải hiểu hai nghĩa như vậy, là chú giải nói chứ không phải là tôi nói nha, chú giải nói chứ không phải là tôi nói. Cái chữ Chayanto đây là nghĩa là sống thiền đấy, thì nó gồm cái hai nghĩa gọi là Lakkhanu Panichana đấy, chỉ cho thiền quán, Aramanu Panichana đấy, là chỉ cho thiền chỉ. Ok rồi, xong bây giờ từ đây về sau tôi không có màu mè một bài kinh nào hết, tôi chỉ giảng tới đó thôi, giảng trong cái phạm vi học thuật nha. Bây giờ mình giảng tiếp theo đó là bài kinh, tiếp theo là bài kinh tiếng Việt Nam, tiếng Bali kêu là bài kinh Samaya, tức là meeting á, sao mới giá là meeting, sao mới giá là meeting, sao mới giá xuất tác, có nghĩa là cái bài kinh trong bản Hán gì là kinh đại hội, kinh đại hội, kinh đại hội, sao mới giá xuất tác kinh đại hội, nhiều lắm á, nhiều lắm á, là chắc bữa nay sáng là chỉ giảng hết là kinh đại hội là thôi, chứ còn à, trong này đấy là kinh tụ hội. Còn có chỗ đó thì dịch là kinh đại hội, mà tôi muốn muốn dịch là kinh đại hội hơn. Kinh đại hội rồi, cảm ơn rất là nhiều nha, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ bà con ngừng lại nghe một chút, buổi sáng nay tôi giảng hết là kinh đại hội là tôi tại là nghĩ nó quá nhiều rồi, là đủ để vô trùm mền ngủ, là bây giờ nó đã là 6:15 rồi. Ok rồi, cảm ơn giọt mưa cuối mùa. Các vị thấy rồi đó, tức là bài kinh này đó được được Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn giảng tại Cao Tỳ La Vệ. Bây giờ cái trong chú giải giải thích như thế này, là vào một cái mùa khô kia, vào một cái mùa khô kia, mùa khô là mùa nắng, thì cái con sông Rohini là cái con sông biên giới nằm giữa hai xứ nội và ngoại của Thái tử Tất Đạt đó, chúng ta chấm, chứ tôi không nói của Đức Phật mà chúng tôi nói là của Thái tử Tất Đạt. Thì vào một cái mùa khô năm đó thì cái dòng sông Rohini nằm giữa hai cái lãnh thổ nội và ngoại của Thái tử Tất Đạt bị khô đi, nó khô cạn đi, nó chỉ còn một ít nước giữa dòng thôi. Và ở một cái xã hội nông nghiệp như Ấn Độ thời đó và kể cả bây giờ cũng vậy, nước nó là coi như là một cái nhu cầu thiết yếu và vô cùng sinh tử đối với cái người làm nông. Cho nên rằng thì là bên nội và bên ngoại của Thái tử Tất Đạt lúc đó là ngài đã thành Phật rồi, thì bên nội bên ngoại ngài mới dành nhau cái phần nước ít ỏi đó để mà cho dân chúng
canh tác. Thì mọi trước đây thì hai bên cũng hòa hiếu, rất là thương mến nhau, không có gì hết. Nhưng mà mình phải nhìn nhận một chuyện đau lòng, đó là quyền lợi mà. Tây có một câu hay lắm, Tây có một câu hay lắm: khi hai con chó đang chơi thân nhau, lại trời cục xương đừng rơi xuống. Các bạn nghe kịp không? Khi hai con chó đang chơi thân nhau thì lại trời cục xương đừng rơi xuống. Hai cô gái chơi rất là thân, coi như chị em ruột, mình chỉ cần có một chàng trai gọi là hot boy mà xuất hiện một cái thì coi như là trở mặt. Hai cậu thanh niên chơi rất là thân, mà chỉ cần có một cô nàng dễ thương xuất hiện thì coi như là trở mặt. Cho nên khi mà hai con chó đang chơi thân nhau thì lạy trời cục xương đừng rơi xuống, là như vậy đó. Thì ở đây cũng vậy, vì quyền lợi mà cả hai bên nội và ngoài có thể tự tức đạt đã đi đến cái chuyện mà xích mích gây cấn mâu thuẫn, rồi thì là động binh. Động binh có nghĩa là họ họ sẽ soạn đánh nhau. Thì lúc đó Đức Phật ngài mới xuất hiện, ngài xuất hiện và ngài hòa giải cho cả hai bên. Thì lúc đó trong rung còn nghe rõ không? Dạ rồi, cảm ơn. Lúc đó khi mà hai bên nội ngoại đã được gọi là hòa giải rồi thì họ cảm thấy áy náy rây rứt khôn nguôi, nghĩa là vì họ thấy rằng chỉ vì cái chuyện cãi cọ của hai tộc họ mà khiến Thế Tôn chứ phải vất vả mà đến để mà can thiệp. Họ mới bày tỏ cái lòng hối hận bằng cách là mỗi bên cử 250 thanh niên đi xuất gia. Đấy, cử 250 thanh niên đi xuất gia, để mà xuất gia gieo duyên, để gọi là tỏ lòng sám hối với Thế Tôn, để cho những cái bậc trưởng thọ thượng trong tộc có đừng có đừng có rầy rứt nữa. Thì như vậy thì bên nội 250, bên ngoại 250, tổng cộng là 500. Thì 500 vị này là đều đã có vợ con hoặc là đang có bồ bịch hôn thê tình nhân sửa soạn để lấy nhau hết, nói chung là đều là dân trưởng thành hết. Và tại sao tôi phải nói như vậy là bởi vì họ đi gieo duyên để họ trở ra chứ họ không có sẵn sàng đi luôn. Nhưng mà không ngờ khi mà các vị này vào, 500 vị này đi vào xuất gia rồi, trong thời gian rất là ngắn đã được Đức Phật hướng dẫn cho chứng quả la hán hết. Như vậy thì bên cạnh Đức Phật lúc bấy giờ không kể số thánh tăng đã có sẵn, chỉ riêng cái nhóm mà 500 vị mà tân thọ tỷ kheo mà trong vòng Thích Ca không đó là đã là 500 vị la hán đang bao quanh Đức Phật rồi. Thì đêm đó thì chư thiên trong nhiều ngàn thế giới đó, họ mới nhìn thấy cái hình ảnh mà một vị Phật ngồi giữa 500 vị la hán, họ hoan hỷ quá. Họ mới lũ lượt họ mới kéo nhau đến để mà họ đảnh lễ và chiêm chiêm ngưỡng. Thì trong kinh nó bắt đầu á, là chỉ là những vị trời chung quanh chỗ chùa kiền chỗ Kapila Quách Thú thôi, họ đồn với nhau, họ đọc với nhau một câu kệ thế này: gặp gỡ được Thế Tôn, gặp gỡ được một Đức Phật ấy là một điều lợi lạc, lắng nghe được chánh pháp là một điều lợi lạc, gặp gỡ được chúng thánh tăng ấy là một điều lợi lạc. Chỉ có mấy câu đó thôi mà nó vang ra, nó cái tiếng nói của chư chư thiên trong cái cặp của Lão Bách Thú, nó lan ra đến mức mà nó lên lên cõi tứ thiên vương, rồi Đau Lợi, rồi Đấu Xích, rồi Yame, rồi nó lan từ cái cõi này sang cái cõi khác, cuối cùng nó là 10.000 thế giới đều lặp đi lặp lại cái tiếng vang đó. Có nghĩa là gặp được Thế Tôn là một điều lợi lạc, lắng nghe được chánh pháp là một điều lợi lạc, gặp gỡ chư thánh tăng là một điều lợi lạc. Thì lúc lúc bây giờ trong kinh mới nói chư Phật ba đời đó, hễ là toàn giác là chư Phật vị nào cũng phải có tối thiểu là một lần đại hội chư thiên trong vô số vũ trụ. Cho nên nó bị chờ tôi một chút xíu. Cái bài kinh này đó thì tôi không biết, là bài kinh này nó dài ghê lắm, cho nên sáng nay bà con trong room, tôi không biết hiện giờ trong room có bao nhiêu người, các vị coi trong room hiện giờ có bao nhiêu người cho tôi biết, cảm ơn. Trong room bây giờ có bao nhiêu người rồi, có bao nhiêu người thì cũng được, nhưng mà đặc biệt là bài kinh này tôi đã báo trước tôi sẽ không có giảng hết buổi sáng nay, nhưng
Sáng nay ai có mặt trong room này làm ơn ghi nó thật là kỹ, bởi vì bài kinh này đó thì nó rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ là nằm ở đâu, nó quan trọng ở chỗ là phần chú giải đó. Tức là trong đời mỗi vị Phật có một lần, có tối thiểu một lần đại hội thiên chúng, thì đời Đức Phật Thích Ca mình đó, cũng chỉ có một lần thôi, và cái lần đó chính là lần này. Thì từ các cái cõi phàm thiên như là ngũ tịnh cư rồi trở xuống đến các cái cõi dạ ma rồi đau lợi rồi tứ thiên vương, họ đều tụ họp về để họ nghe kinh thánh pháp. Thì lúc đó ma vương nóng ruột lắm, theo trong kinh điển thì nói rằng ma vương rất là bực mình cái chuyện mà người ta đến nghe pháp quá đông, cho nên ma vương đã, tức là ác ma thiên tử đã huy động một cái lực lượng, một lực lượng mà tùy tùng rất là đông xuống để mà tạo ra những hình ảnh, những âm thanh mà là quấy rối cái pháp hội. Và lúc đó Đức Phật biết rõ chuyện này, cho nên Đức Phật đã chú nguyện. Đức Phật đã chú nguyện rằng mong sao tất cả thiên chúng có mặt ở trong cái đại hội này, nó đừng có ai nghe hoặc là thấy gì về sự có mặt của ma vương và tùy tùng của ma vương. Thì sau khi Thế Tôn đã chú nguyện như vậy rồi, thì ma vương, tức là chủ tớ của ma vương, có hò hét, có hiện hình biến dạng cỡ nào đó, ma thấy ma không, ma thấy không ai nghe gì hết. Đó là điều đặc biệt thứ nhất. Cái điều thứ hai là lúc Đức Phật nhìn thấy chư thiên chúng, chư chư thiên về đông quá, thì ngài mới suy nghĩ thế này: đêm nay ta nên thuyết pháp một mình hay là cái cách thuyết pháp, đọc giảng hay là vấn đáp, cái nào sẽ tốt hơn? Thì ngài biết rằng đêm nay này thì cái hình thức mà thuyết giảng bằng cách vấn đáp nó sẽ tốt hơn. Thì ngài mới suy nghĩ tiếp là ai là người có thể vấn đáp với Như Lai đêm nay. Thì ngài xét thấy trong hàng đệ tử tinh văn của ngài thì trí tuệ thì có, nhưng thì ngài mới nhìn quanh, ngài mới nhìn quanh cái chỗ này rất là đặc biệt, là ngài mới nhìn quanh, ngài nhìn xa ra cho đến vô số vô lượng vũ trụ, và ngài không có thấy một người vị Phật thứ hai. Nhớ rõ chỗ này nha, trong kinh không nói là không có, mà trong kinh chỉ nói là ngài nhìn ra rất là xa mà ngài không thấy. Chỗ này tôi xin ngưng lại chỗ này một chút. Cảnh giới của chư Phật có ba: một gọi là Chà Tý Khét Tát, cảm ơn, là cái sinh vật mỗi khi một vị Bồ Tát nhé. Sinh ra để thành Phật thì trong 10.000 thế giới chung quanh lúc đó phải không? Có một vị Phật nào khác? Cái đó gọi là cái Chà Tý Khét Tát. Cái thứ hai gọi là A Na Khét Tát, là cái uy vực. Gồm 1.000 tỷ thế giới nằm trong vùng chấn động của lời Phật. Kỳ lạ thì cái máy này, chẳng hạn như khi ngài thuyết các kinh quan trọng
thì 1.000 tỷ thế giới này sẽ chấn động, thì cái ngàn tỷ đó nó được gọi là Anaketa nghe, và cái thứ ba gọi là Visaya Keta, có nghĩa là cái này ghi là cái gì đây, quý giá là cái real, mà đây là cái tuệ vức có nghĩa là cái phạm vi hiểu biết của một Đức Phật luôn là vô hạn. Ngay ví dụ như ngài A Nậu Đà La ha, ngài nó rút thế đệ nhất thiên nhãn, kỳ lạ đi cái này, cũng chỉ nhìn thấy 1.000 vũ trụ mà thôi. Có nghĩa là cái phạm vi hiểu hiểu biết Đức Phật á, thì là không có giới hạn, thì ngài muốn thấy tới đâu ngài thấy. Thì khi mà Đức Phật mà ngài thấy chư thiên về đông quá như vậy thì ngài mới nhìn quanh, thì ngài nhìn đến một cái quãng nào đó ngài thấy đã quá xa rồi, trong kinh không nói rõ là bao nhiêu mà họ trong kinh cho nó là quá xa, quá xa. Sớ giải kinh Mahasamaya của Đường Bộ đó đấy, những cái điều mà chúng ta nói là chúng ta kết hợp sớ giải của kinh, cái bài của kinh Tương Ưng, mà cũng là sớ giải của kinh Trường Bộ về cái vụ này nè, về cái đại hội này, chúng tôi sử dụng cùng lúc cả hai cái bài sớ giải, thì trong đó nói cái điều chúng tôi vừa nói nãy giờ đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới là dùng cái Phật trí ngài nhìn quanh, ngài nhìn quanh để tôi cho quý vị biết cái chữ Pali đó. Ngài nhìn quanh thì ngài không thấy có một cái vị nào giống như ngài, thế là ngài mới dùng thần thông ngài hiện ra một vị khác giống như ngài. Cái vị đó được gọi là vị hóa Phật, tức là cái vị do ngài dùng thần thông ngài tạo ra, và làm ơn nhớ dùng cái vị hóa Phật này là được Đức Phật ngài tạo ra bằng thần thông của ngài, chứ không giống như cái Phật gọi là Phật Đa Bảo mà trong kinh Pháp Hoa nha. Đừng đừng có hiểu lầm, phải ghi thêm xin đừng ở đây thì không phải một vị Phật, nhưng mà riêng ở đây này thì không phải là do Đức Phật dùng thần thông hiện ra một vị giống y hệt như ngài, thì từ ở đây không bước xuống và cái chỗ ngồi từ của ngài tự nhiên rộng ra để cho hai vị có thể ngồi, và lúc đó đó thì hai vị bắt đầu thuyết pháp vấn đáp, có nghĩa là một vị này hỏi rồi vị kia trả lời. Thì lúc đó Đức Phật mới suy nghĩ thế này: đêm nay thiên chúng về đông quá, tôi đang nói chậm nha, đêm nay thiên chúng về đông quá, mà chúng sanh trong đời thì dầu nó có đông bao nhiêu đi nữa thì vẫn gói gọn. Cho thấy ai mà để cái máy của tôi ra tôi xài tôi bật quá đi, cho nên ai mà đánh nhanh đó tôi đọc cho người đó viết đỡ quá. Có bao nhiêu cũng nằm trong 6 nhóm.
nha. Sáu nhóm đúng rồi, đọc nhanh nhanh, đánh nhanh dùm, nằm sáu nhóm rồi. Nặng về tham phẩy, nặng về sân phẩy, nặng về si phẩy nha. Tham sân si tầm tính giác, viết nhanh nhanh cho tôi khỏi đánh nữa. Cảm ơn. Tham này, nặng về tham là nặng về sân, về si, rồi nặng về tầm, nặng về tính, nặng về giác. À, tham sân si tầm tính giác. Nặng về tham là sao? Nghĩa là tham thì các vị biết, nặng nghĩa là cái tham nó nhiều, nó trội nè. Rồi sân thì nó trội, hoặc là có người si nó trội, trội cái nó mạnh đấy. Còn tánh tầm là cái tánh lăng xăng, tức là buông cái này bắt cái kia, làm cái này nửa chừng cái đổi ý, nhào qua cái khác, rồi qua cái khác cũng chưa được bao lâu là nhào qua cái khác nữa. Thì cái người như vậy là người nặng về tánh tánh tầm nha, tham sân si tầm tính giác. Thì trong đấy, trong cái đêm đó Đức Thế Tôn mới suy nghĩ thế này: ta không thuyết một mình mà ta sẽ thuyết bằng hình thức vấn đáp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái đề tài vấn đáp. Rồi viết giùm tôi đề tài ngài quyết định thuyết pháp trong đêm đó thích hợp cho sáu cái cờ tánh, thì làm ơn nhớ ghi giùm tôi sáu bài kinh này để bà con đi. Tôi giảng nữa nha, để bài kinh này nó dài lắm, tôi giảng ở đây rồi bà con tự động lục lục lại giùm tôi coi sáu bài kinh đó, tôi cho địa chỉ luôn nha. Và nếu mà con không cần thì thôi, tôi sẽ tiếp tục về ngày mai dành cho mấy người cơ tánh xanh. Cái bài kinh chánh xuất gia đó là dành cho cơ, tại sao viết thiếu rồi, tại sao viết thiếu? Kinh chánh xuất gia đó là dành cho cái người cơ tánh tham, rồi cái kinh tranh luận là dành cho cái người cơ tánh sân. Cái số 1 là dành cho người tánh tham nha. Số 1 dành cho người tánh tham, số 2 mới dành cho người sân. Mà làm ơn viết giùm tôi cái tựa Pali để mà ai mà có đọc được tiếng Đức, đọc được tiếng Anh thì có thể đọc cái bản dịch của người ta. Tại sao? Là bởi vì cái bản dịch, nghe cho kỹ nè, bản dịch tiếng Đức, bản dịch dịch tiếng Anh á, mà tiếng Anh phải nói rõ là của ngài Bodhi, bản tiếng Anh của ngài Bodhi thì có cái gì, có cái gì, có cái gọi là có cái note, có cái ghi chú của sớ giải. Còn cái bản tiếng Anh của đời trước là không có, mà của ngài Bồ Thí thì có. Còn bản tiếng Đức thì không, họ không ghi dịch giả, nhưng bản tiếng Đức tôi đã cho địa chỉ rồi, tức là trong cái địa chỉ là palicanon.com nha. Sáng nay đánh toàn là đô la không kỳ quá, thì vô trong đó đó thì có nha. Họ dịch tới đâu họ có được, có chùa cái nốt chú giải commentary cho nó hết, commentary hết. Ok, rồi cái số 3 đó là cái kinh gọi là kinh vấn đề nhỏ, kỳ quá. Thì cái kinh này kia kinh vấn đề nhỏ này, tôi dịch theo ngài Minh Châu nha, chứ tôi là biết gì đó. Kinh vấn đề nhỏ nha, kinh vấn đề nhỏ mở quận đơn là chu lá dù hát xuất tá cho tánh tánh gì. Cái vấn đề si cho tấm si nha. Dạ rồi, rồi tiếp theo là cái bài kinh này là kinh vấn đề lớn, kinh vấn đề lớn ít cái vấn đề nhỏ chứ quên, cứ lộn vậy. Kinh vấn đề nhỏ chu lá dù hết xuất tế. Kỳ lạ thì
một cái nhân vật nào đó mà cứ cứ đi đi cho người tắm tắm tầm sao các vị chết đâu hết rồi, các vị không có biết giùm tôi hề, kỳ ha, lạ. Hồi nãy viết một 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 một, một, một đại cả làng nhào ra viết rồi bây giờ thì nó chết sạch hết, tội gì. Tiếp theo đó là cái tờ kinh Tu Quách Ta Cát, đây kinh con đường nhanh chóng. Tu Quách Ta Cát xuất thế cho tính tính nha. Tôi nếu mà tôi mà lại có mà chùa miễu đệ tử là thay vì mỗi ngày rất là giận nhưng mà tôi không thể im lặng, là tại sao mà mình phải đi đọc những cái bài đó mà mình không đọc những bài này nè. Chứ còn cái gì mà quý vị để ý cái nội dung mà tụng kinh của mấy ông sư mình nghe đó, Nam Tông mình đó, nghe nó rất là mê tín. Cứ cái gì mà Đức Phật cảm thắng người này cảm thắng người kia, rồi quái lực của Tam Bảo là vô lượng vô biên, rồi xin cho chúng con được tai qua nạn khỏi gia đạo bình yên tình duyên như ý từ lưa hết mạnh, nó cái đó nó không phải là cái tinh hoa tuệ giác của một Đức Phật mà cái đó là dành cho cái tôi gọi tôi đặt cái tên đó là cái loại kinh tụng cho cái thời mạt pháp. Bởi vì một cái người mà đi tìm đạo mà vô họ nghe mấy cái kinh đó họ không được gì hết cứ vô cái tán thán, mà cái bị cứ ngồi nghĩ kỹ coi tôi có phải tôi có nói ác hay không, nghe rất là kỳ. Đức Phật là bậc trí tuệ rồi giáo pháp là cao thâm mà tôi không được biết cao thâm là cao thâm chỗ nào, mà chư tăng hay ho là hay ho chỗ nào tôi không biết, mà cứ ăn rồi cứ cắm đầu là cứ khen Đức Phật mà cứ khen khơi khơi vậy đó, mà tại sao không cho người ta biết Phật dạy cái gì thì không. Phật tử Nam Tông đó, Việt Nam ấy, 100 mạng tìm ra một mạng mà biết được cái giáo lý duyên khởi là không phải chuyện dễ. Mà cứ bao nhiêu đời là Phật giáo về đến năm 1938 tới bây giờ cứ là vô chùa là đè nhỏ ra là bắt làm phước, xong rồi là đọc những loại kinh mà chất đầy cái mê tín dị đoan trong đó, rất là lạ lùng vậy đó. Bao nhiêu thế hệ trưởng lão cứ là đè ra mà cứ tụng cầu cho được sống lâu, được sắc đẹp, sự an vui, sự phát tài, sự phát lợi, sự phát mãi gì đó, mà cứ đọc riết hết thế hệ này qua thế hệ khác thì mà không sửa là không sửa, mà cứ như vậy đó. Rồi tới hồi mà mình đi cứ về kiếm những mấy cái bài mấy cái quyển kinh tụng mà mấy ông sư mình hay tụng đó, cứ kiếm cái quyển đó là có phải tôi có nói thêm không, lạ lùng lắm. Cứ cầu an cầu siêu làm tới rồi cái bài kinh cuối cùng là bài kinh cuối cùng là kinh cái tựa nghe kỳ lắm. Trước khi cái kinh này, cái tựa đề nghe lạ lắm, trước khi bị hủy hoại. Cái tựa đề là trước khi bị hủy hoại, trước khi bị hủy hoại bú ra phê đó, bú ra phê đó xuất tế. Rồi dành cho người tánh giác, dành cho người nặng về tánh giác. Giác đây tức là trí đó, nha. Rồi xin xem trước 6 bài này trong kinh tập mở một đơn xuất tác Nipata nhé, chương áp
cuối. À, biết là tôi nói chữ áp cuối rồi, các vị có hiểu chữ áp cuối không ta? Hả? Giống như áp út có nghĩa là cái ngón mà nó kê luôn ngón út, mà áp cuối có nghĩa là làm nó kế chót rồi. Hay quá, kế chót rồi, rất là mơ. Dò dùm tôi mấy cái này nha. À, đây là sáu bài kinh mà tôi nghĩ rằng mình phải tìm hiểu tại sao, mà tại sao mà thiên chúng trong gọi là nhiều muôn triệu ức xa bà vũ trụ đến, và Đức Phật đã phân loại ra sáu nhóm, và hai vị đã vấn đáp với nhau về sáu cái bài kinh này cho sáu cái nhóm căn tánh khác nhau, sáu cái khuynh hướng tâm lý khác nhau. À, chữ kế chót đúng rồi, tôi dịch là tôi tại nó mắc chứ chữ kế chót tôi nhớ mà tôi biết mà tôi quên, mà tôi là chữ áp cuối thì rồi cũng lạ, đúng là chữ kế chót đó. Đúng rồi, lạ thì áp cuối rồi kế chót rồi. Thì bữa nay sáng nay tôi có làm được mấy chuyện mà tôi rất là thích, đó là tôi dịch lại cái tựa kinh gọi là kinh Nasanti đấy, cái là chúng không phải đó, mà phải dịch lại là không hề có hay là chưa từng có. Cái chuyện thứ hai mà tôi làm tôi rất là thích, đó là tôi dịch lại cái chữ thiền đấy. Cái chữ thiền trong Phật giáo Thủy Tổ rõ ràng lắm. Thiền là cái gì? Một là tập trung tư tưởng, là thiền chỉ. À, nó chỉ có công dụng là nó áp chế phiền não tạm thời như là đá đè cỏ. Cái thứ hai thiền quán đó là cái thiền mà gọi là nhìn sâu nhìn xa vào cái bản chất thực sự của vạn hữu, biết là đây nè, cái này là vô thường nè, đây cái này là vô thường nè, cái này là khổ nè, hít vô thở ra là khổ nè, mà muốn hít ra muốn hít vô muốn thở ra cái này là tập nè, một cái là khổ một cái là tập nè. À, cứ nhớ như vậy, chưa là thấm thì mình chỉ vẫn quanh cái hai cái đó thôi, chưa là thánh nhân thì cứ biết đây là khổ, đây là tập, đây là khổ, đây là tập, mà cứ ráng tu ba la mật tu phước báo nhiều đời, khi nào nó đủ duyên thì mình tu hơn cái bát chánh đạo chứng được niết bàn, lúc đó mới đi được Phật một nửa cái còn lại của tứ diệu đế. Còn ngay bây giờ mình chỉ có khổ nè, tập này khổ là tập, mà trong khi mà mình đang nhận diện như vậy, lúc đó mình đang tu cái tập đang tu theo đang hành trì đạo đế đấy, mà nó chưa tới mức nha. Khi mình nhận diện đây là khổ đây là tập thì có nghĩa rằng ngay lúc nhận diện đó là mình đang trên con đường thực hành cái đạo đế, nhưng mà không được kể là bởi vì lúc đó nó chưa đi tới đạo hết. Mà hãy đạo đế mình đi rốt ráo thì tự nhiên nó chứng được diệt đế. Cho nên nó là cái điều đặc biệt của Phật giáo làm chỗ đó. Con đang nghe bằng điện thoại là sao tôi không hiểu. Ok, như vậy thì ráng nha. À, ráng đó. Và cái điều thứ ba đó là sáng nay tôi gửi cho các vị sáu bài kinh mà tôi nghĩ chắc bây giờ các vị có nhiều vị trong đây cũng nôn nao nha, nôn nao nếu mà đọc cái bài kinh này. Cho nên tôi bây giờ bên đây đã 7 giờ sáng rồi, bây giờ tôi tạm ngưng thì tôi đi ngủ nha. Các vị chịu khó đọc cho kỹ sáu bài kinh này rồi về suy nghĩ ngày mai đó. À, tôi sẽ giải thích sáu bài này, hay là ngày mai tôi tiếp tục giảng bài kinh khác của từng bộ kinh. Các vị nói đi, các vị muốn cái gì, các vị muốn tiếp tục học tiếp rồi mấy cái mà sáu bài này coi như mình xù qua luôn, hay là mình quay lại sáu bài này, bên sáu bài này nó không có trong tương ưng đặc biệt. Ok rồi, bye bye.